Sau đây là trận đấu rất là kinh điển của Shiga Trần Xuân Hùng Nagano. Trước mặt kia là bạn Tuyền Phú Ngọc của Shiga, còn bên kia là sân Trần Xuân Hùng Nagano và Đức Hiền của Shiga. Shiga fight to. Shiga cố lên. Bán độ. Thôi nghe hùng quá. Shiga cố lên. Đập cầu tốt, Xuân Hùng. Đây là trận đấu giữa Đồng thôi.
Ngọc Đồi, Ngọc Tuyền, Hùng Đức. Cầu tốt Đức Hiền. Đổi sân à, trước mặt là Nagano Trần Xuân Hùng và Đức Hiền Siga, bên kia sân là Tuyền và Ngọc của Siga. Trận đấu khá là căng. Cầu tốt Xuân Hùng. Đức Hiền Xuân Hùng cố lên. Cầu tốt Trần Xuân Hùng. Quá tốt, rất hiền. Cầu
không hết pin rồi. Chân dài quá mà. Không sang phái tô. Cầu tốt, tiền của Siga. Hay quá. Đức Hiền Sơn Hùng đã vào té mấy cú rồi đó.